tiếng từ tiếng không biết gì. Chào tất cả các chú anh chị em, thì em Tiến Đảo đây quay cái phần mộ của Ngọc Linh dù chết trái ở Bình Dương nha. Nghe đi cô nghe, nghe này. Nhiều khi mạnh quân ta điện. Rồi cuối cùng đó là cũng dễ thắc mắc được lý do tại sao là hai ngôi mộ, mộ ba và một con là lại nằm ngược với nhau. Do lúc trước là người con mới lên thợ làm nên là làm lộn nên quay ngược đầu cái mặt tiêu công. Giờ họ chính họ chuyên nghiệp làm phải lại quay ngược lại. Chứ không có gì đâu cô chú anh chị. Nó không có cái câu chuyện tâm linh gì ở đây nha. Như do mình lộn thôi. Mà hồi đó giờ là không, mà hồi đó giờ thấy thường thường là làm gì đúng hơn. À đúng rồi, hồi đó giờ cũng thấy con đi chưa có, không có nào xe ngược gì. Xe là cái đầu nằm đây, cái mặt đó nằm đây. Tại vì cái này là cái mặt mà mình lau mình cúng. Ở Tiền Giang làm gì đúng vậy nè. Ở Tiền Giang làm đúng vậy. Làm ngược gì đúng à? Nhầm chỗ vậy đó. Ủa chỗ này chỗ kia. Ở Tiền Giang làm theo cái gì nè. Còn Bánh Tre làm theo bên đây. Nói chung là tùy theo cái phong tục làm thôi. Đâu có sao đâu, mình theo tiền mình thôi. Tại khi biết sao không? Làm gì nè, để nói để các nghĩa nói cho nghe. Mình đem mình cúng á, lần cúng ở đây. Cúng trầy trước mặt, đâu có ai dọn cơm với giò. Chị nói cô cúng xin bằng đó phải không? Đâu cúng cho nên được, tại vì cái này có cái đầu mà nên đem cúng dọn cơm cúng với giò đâu có đúng. Dọn cơm mình cũng trước mặt chứ đâu cúng với giò. Đó, ý là phong tục ở đây là làm theo vậy. Tùy theo cái ý nghĩ của mọi người đó. Không có tâm linh gì hết. Không, cái này là không phải tâm linh mà cái đó là nó vậy đó. Chứ không phải là tâm linh. Như là ở quê cô thì thường thường là ta làm cái bia ở dưới chân. Và cái này là do nó làm lộn. Thì Tiến cũng chia sẻ cho cô chú anh chị em thì cho biết thì nó thì bà con Linh thì làm cái
cái đầu hướng này, còn em Ngọc Linh thì làm cái mặt đó thì dí dò đó, thì theo phong tục đó. Còn lúc đó anh của đó thì làm theo xứ Bến Tre, thì xứ Tiến thì cũng vậy, làm trên này, còn chứ không phải làm như ở dưới chân, cái mộ bia làm dưới chân, làm trên đầu đó. Nói chung ra thì mỗi chỗ thì khác nhau đó. Tính làm với nhà mòn luôn mà không đủ tiền, cũng chưa đủ tiền nha, đủ tiền rồi lôi không chấp đợi đến thông minh nào luôn, hay là đã ngốt từ tiền làm sao gì thì đứng ở đây nè là nói luôn đi. Rồi nếu mà có chú chị nào có thương á thì nói đàng hoàng luôn, thương thì người ta giúp đỡ thôi, không có gì đâu. Rồi, cũng thấy để gì nè, nó dơ nháy quá nó cũng lệch bệch với ý là ước muốn của mình là như thế nào nó rõ lên đi. Muốn chám một cái nền lên bằng gì nè, muốn chám nền nha, cuốn cái nền, mình cuốn cái nền lên cho gì đó cho nó cao cao lên bằng mặt này nè. Ở trên thì mình muốn sắt gì đó mình dựng lên, cho mình che mua tôn đó, mình che mình cuốn cái nấm bằng lợp bằng tôn đó, nó cũng không có như là tiền. Mình muốn che luôn cái ngôi mộ bên đây và cái ngôi mộ bên đây luôn ha. Dạ. Mình che lại mình bây giờ có tiền là che cái trái này lại nè. Tính xin nếu mà làm là che luôn cái trái có tiền là mình làm luôn, không mình làm với lại hoàng mộ thôi, làm bao hoàng mộ thôi, làm để làm luôn bên ông ba luôn, thì con thì làm cho cha luôn. Đúng rồi, cái đó là hợp lý nhất. Cái này phải làm luôn chung chứ đâu có làm cho mình, đâu có làm cho con mà mình bỏ cha lên được, đâu có được, cái đó là không được. Hà là không làm, là không làm luôn, cứ làm là làm được. Từ giá là 30 triệu. Tính cuốn lên cho nó cao ráo lên cho nó sạch sẽ, nhưng mà mốt mình sửa nhà, ở nhà mình chắc sửa chắc lời nói là sao chút thì ở ngoài đây chắc nó có nhiều, có 30 triệu đủ không nữa. Dạ. Ok, ở đây nè, trong ở đây là giống như một cái khuôn viên của cái nhà dưới của mình rồi, hiểu không? Bây giờ mình nếu mình làm tách ra vậy là giống một cái nhà mồ, nhưng mà nó cặp bên nhà mình, nhưng mà cái nhà con là phải dời đi cái nhà này làm luôn. Khi nào mà nó làm á là mình làm sát bên luôn, nếu làm á thì mình làm liền bây giờ luôn thà được, bởi vì qua nay đang qua nay đang gia đình đang đang đúng rồi, mình đang bàn cái vụ mồ ấy nè, cho nên không có dám rửa gáy. Nếu mà mình rửa là mình không làm nữa rồi, có nghĩa là để cho nó tầm lên nó sôi nó không tốt. Phải đang làm thì làm luôn thì được, làm luôn, tiến hành là mình làm luôn, còn nếu mà dừng lại là đợi tới thanh minh mới làm được, cho nên nó không rửa nè. Dạ, cho nên không có rửa gáy hết trơn á, để đang cho nó lòng thầm đi, đặng coi mình có làm được thì mình có làm, sắp xếp mình làm được thì mình làm luôn. Đặng sao thì nhà vậy đâu cô luôn. Vậy sụp ra sao đi chứ giờ. Rồi mình mới không sửa nhà sao chứ lại. Nếu mà mình giờ sửa nhà mình quay lên mình làm nhà mồ thì nhà mình giờ lúc đó xác chết luôn. Có dưới đây con cho nên nó rộng ra. Con dựng ở dưới đây vừa cắt nhà xong làm nhà mồ, cắt nhà xong cái ông đó ông làm nhà mồ, ông xây trong tỉnh sẵn gì đó cái ông đi luôn. Rồi sao? Là cái trường hợp ở dưới gần dưới đây nè là ông đó ông cắt cái nhà xong. Rồi cái bắt đầu ông mới quay lại ông xây cái nhà mồ. Chứ ai chết nhà ông xây nhà mồ rồi ông xem tỉnh trước gì đó thì ông chết luôn. Không có vụ xây công trình đó thì bởi vì mình mới sợ, mình thấy trường hợp gì mình cũng sợ thôi, mình làm là mình tiến hành mình làm liên tục luôn, còn nếu không á là mình sửa nhà rồi mình không có dám làm lại cái nhà như vậy, giống như trường hợp đó mình sợ lắm. Trong nhà có hai tháng rồi bây giờ mà mình nghe cái tâm linh gì đó là mình sợ lắm, mình sợ lỡ có gì ngay nữa mình chết luôn. Nhưng mà cô cũng như là hổng gài thì cũng bà con cô bác gần xa nó cũng giúp hộ cho mình để làm an táng cho con của cô, thì xong mà cô cũng không biết bao nhiêu mà để lời nói để mà tạ ơn những cô bác gần xa. Giờ cho nên là cái nhà mồ này thì cô cũng nó ngay cô cũng ngại lắm, cô cũng không dám nói, tại vì trong khi bây giờ người ta cũng giúp đỡ là đang cho cô sửa lại cái nhà. Bây giờ nếu mà mình nói ra này nữa, thành ra mình lôi kéo tới nữa thì cô không dám luôn. Nhưng mà ở đây thì có cái hoàn cảnh là như con cô nó giải bài nãy giờ đó, là ông kiếm xây nhà rồi cái sẵn còn giá tư đó, ông làm luôn vụ này cái rồi ông cũng lên đường luôn. Thành ra giờ cô cũng tránh thì cũng sợ, thí dụ bây giờ nếu làm này thì làm liên tục luôn là mình không cự, nói vậy. Rồi cái nhà cô thì cô sửa sao thì được, còn tránh những cái đường mà người ta có đã đi trước và mình thấy trước mắt mình biết là mình phải tránh, sợ lắm. Thế cái vụ mà cắt nhà rồi xây mộ đó con không hiểu. Còn như ba mẹ con làm trước một năm trời đến đâu có được không?
bình thường thôi. Còn cái... con có số điện thoại lên. À, 0343. 0343. 775 4485. Rồi bao nhiêu nữa cô? 0343. 0343 775. 775. 485. 775. 485. 485. 485. Còn địa chỉ thì nãy có cho rồi đó, không biết có cô bác giờ đọc nào. Lại cái nữa đi. À, bây giờ đó. Cái phần mà địa chỉ của tôi ở đây thì tên tôi thì tên Nguyễn Thị Thỏ, trong giấy chứng minh là tên Nguyễn Thị Thỏ, là ở ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là nơi ở là gốc gác ở đây luôn, là ở hoài mãi mãi ở đây đó. Là còn số điện thoại thì 0343775485 là hiện giờ đang xài số này là chính. Có đọc nãy rồi. Rồi bây giờ là nếu mà cô bác cần xa gì có cần gọi số điện này thì tôi trực tiếp, tại vì số điện thì của mình xài. Còn nếu mà có cái Zalo thì nó có tên khác. Zalo là tên Hận Lòng đó, là Zalo đó là đang xài. Nhận cũng xin cảm ơn thời gian vừa qua ở cộng đồng mạng, rồi ở những người trong nước ngoài nước đầu có lời quan tâm đến gia đình của em gì đó, thì sau sự ra đi mất mát quá lớn của Linh thì cũng nhiều người quan tâm rồi giúp đỡ gia đình, cũng thăm hỏi gia đình, cũng chấn an bớt đi phần nào. Không biết nói gì hơn thì xin thật cảm ơn đến những mạnh thường quân, những người cộng đồng cũng quan tâm đến gia đình gì đó. Chúc cô bác gần xa, cô bác gần xa trong nước ngoài nước cũng được nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực, như con đường công danh sự nghiệp ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn. Tôi xin giới thiệu là thằng này là con trai thứ năm tôi, tất nhiên là anh của bé Ngọc Linh. Ngọc Linh thứ sáu là con gái, tất nhiên là út gái. Tôi thì ba đứa trai, năm đứa con, mà ba trai hai gái. Là đứa đầu lòng là con trai, rồi tới đứa thứ tư cũng như là có một quả một đứa rồi thì cũng kể tới đó, là một đứa thứ ba là con trai đó, rồi là lớn hết trong nhà. Tới bé con gái là chị của Ngọc Linh là thứ tư, tới thằng này thứ năm, tới Ngọc Linh này thứ sáu, rồi tới thằng trai Út thứ bảy là hết. Rồi xin xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác gần xa và anh em chị em gì, nếu mà có ai mà xem trên kênh YouTube này thì cũng thương tình ủng hộ thì tôi cũng rất mang ơn. Cũng có lòng hảo tâm giúp nhân tính gia đình tôi thì tôi rất mang ơn nhiều lắm. Tiến cũng mong rằng có chú anh chị em nào có thương gia đình ủng hộ thì hãy liên hệ số điện thoại mà nãy cô đã đọc ra đó. Thì Tiến cũng tạm dừng video đây, thì mong cô chú anh chị em thì có thương Tiến thì cho Tiến một like và chia sẻ, và nhớ đăng ký kênh Dẫn Chương Thông Báo để nhận video mới nhất của Tiến. Là Tiến chào tất cả cô chú anh chị em.